là đã lấy điện thoại, điện chảy, gọi ngày tiếp nhận và email đó. Thì sau đó thì xác định các cái thuộc tính mới xong thì bây giờ tôi bắt đầu sẽ đến cái dữ liệu theo cái nguyên tắc chúng ta đưa cho các bạn. Bố trí thuộc tính mới là các bạn có sẵn nếu được, trong trường hợp nếu mà không bố trí được thì chúng ta tạo nó mới để chứa nó. Để bắt đầu về thiết kế dữ liệu, ta có các bước ra, mình liệt kê các bước ra. Để thiết kế dữ liệu thì cũng như tuần trước thì mình dùng Draw.io ha, các bạn ạ, dùng Draw.io. Thì trong Draw.io thì phải nêu một cái mới, đó là tài tài quản lý đại lý. Ok. Điều lần đề qua mình cũng thật là sau đó thì ta sẽ bắt đầu về thiết kế. Trong cái nguyên tắc thiết kế là mà chúng ta sẽ bố trí và các bạn có sẵn biết được, trong trường hợp không bố trí được thì chúng ta tạo ra bản mới để chứa nó. Thì vừa vào hiện tại chưa có bạn nào cả, thì chúng ta không bố trí được thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải tạo ra một bản mới để chứa nó. Ok. Các bạn kéo vào ha, các bạn tạo ra một bản mới à, rồi cái này xóa đi. Ok. Đây. Chúng ta sẽ bố trí thông tin vào cho các bạn này. Thì vừa vào bạn chưa xác định đó là quá chính đâu, quá chính là bạn xác định cái bước sau. Vừa vào bạn cứ bố trí thôi, chúng ta chỉ bố trí. Sau khi bạn bố trí xong nữa thì các bạn lưu ý rằng là tên các thuộc tính của các bạn ra là bắt buộc phải viết hoa ký tự đầu ha. Đó, các cái từ viết liền nhau không được cạnh, không được dưới. Thì có thể tùy ở bên ngoài, thì đây là một trong những style khi mà chúng ta đặt tên cái thuộc tính ở trong cái bảng, trong một cơ sở dữ liệu. Còn có một số cái chữ phái thì nó sẽ viết để chân dấu dưới. Đó, nhưng mà thường đây là trường phái phổ biến hay sử dụng ha. Trường phái Kemmerkay, tức là các tính tự đầu viết hoa. Bố trí xong cái thuộc tính đầu tiên mà trong bảng này thì chúng ta phải đặt tên cho nó. Tên đại lý. Ok, các bạn chịu cái phòng đó. Đây là bảng này chúng ta đặt tên là bảng đại lý như lần trước các bạn đã làm ha. Các bạn lưu ý là tên bảng các bạn viết hoa tất cả các ký tự. Đó, các bạn lưu ý nhất lại cái đó. Đi thi cũng nhớ bài chúng ta bây giờ đến loại đại lý bố trí các bạn này được hay không. Nếu được thì chúng ta bố trí, và nếu không được chúng ta tạo ra bản mới để chứa nó. Như tuần trước thì các bạn cũng đã chọn đó là cái này bố trí được ha. Rồi, chúng ta cho điện thoại. Đặt liên cây nữa này. Tương tự cho địa chỉ, tương tự cho quận, ngày tiếp nhận và email. Địa chỉ, quận, ngày tiếp nhận. Và còn một cái nữa đó chính là cái email. Rồi. Sau đó chúng ta coi coi tất cả các thuộc tính này, coi có thuộc tính nào là khóa chính được hay không. Trường hợp không có thuộc tính nào là khóa chính được thì chúng ta sẽ đẻ ra một thuộc tính mới để mà là khóa chính. Thì tuần trước thì các bạn cũng đã làm đó là các thuộc tính này không thuộc tính nào là khóa chính được cả. Trong đây có điện thoại, email thì nó có thể là khóa chính nhưng mà không nên cho nó là khóa chính. Tại vì một thuộc tính là khóa chính ở bên ngoài chứ công nghiệp ở bên ngoài người ta khuyến khích thêm đó là khi mà chỉ khi nó không thay đổi trong suốt chu kỳ sống của record đó, tức là một dòng ở bên trong cái bảng đại lý là một đại lý thuộc tính là khóa chính, nếu nó không thay đổi trong suốt chu kỳ sống của cái đại lý đó. Còn nếu trong chu kỳ sống của đại lý mà nó thay đổi thì chúng ta không dùng nó làm khóa chính. Các bạn lưu ý cái đó. Do không có cái nào là khóa chính được thì chúng ta sẽ phải đẻ ra một thuộc tính mới để chứa nó, đó là thuộc tính mã đại lý các bạn.
nào? Copy vào đó. Cái này nó làm sao copy à? Được. À, nó chọn hẹn ở bên trên làm video. Apply vô vào cái này thì không được. Do không được thì này chụp hình là thôi. Ok. Đó. À, sau đó thì thầy có được vượt qua kéo cái nhỏ gọn lại. Đây à, kéo cái nhỏ gọn lại nó là vượt vượt lại. Nhìn nó hoa mắt. Đó, đó. Các bạn để gọn lại ha. À, ở đây chúng ta có tính trừ tư rồi. Đó chính là mã đại lý. Mã đại lý các bạn ha. Đó. Nhưng mà các bạn lưu ý giúp thầy á, khi mà các bạn đi thi á, các bạn làm trên giấy á, thì ngay cái chỗ đó là cái khóa chính. Để các bạn nhớ các bạn kẹp dưới giúp thầy ha. Kẹp dưới giúp thầy để xác định đây là cái khóa chính của cái bạn. Nhớ ha. À, bên bạn biết qua các bạn ký từ, bên mình tính biết qua các ký từ đầu thì nhận theo một cây. Rồi trong cái trường hợp khóa chính thì chúng ta có cái dưới đó, không cần nữa biết đọc nữa. Trên này nó biết đọc trên cái đèn thôi. Kêu là các bạn đi thi thì các bạn không cần biết đọc. Sau đó thì thầy làm sơ đồ logic. Sơ đồ logic thì các bạn đó là có thể sử dụng luôn cái trang này để các bạn thiết kế thì các bạn làm bằng gọn ở bên dưới thôi. Hiện tại thì sơ đồ logic thì chỉ có một cái bảng, nó chính là bảng đại lý. Chỉ có mỗi một bảng này thôi ha. Phải copy cái bảng này vào. Đó, sơ đồ logic vừa vào nó chưa có gì cả. Do cái màn hình của thầy đọc giả nó hay cao nên nhìn nó phải mở ha. Sau khi chúng ta thiết kế dữ liệu với tính chất đúng đắn xong đó, thì chúng ta chuyển sang thiết kế dữ liệu với tính chất tiến hóa. Thì để thiết kế dữ liệu với tính chất tiến hóa thì chúng ta xét quy định liên quan các bạn. Xét quy định liên quan. Ok. Thầy copy quy định liên quan ở bên đề tài. Rồi trong đây quy định liên quan cái quy định số 1 đó là tiếp nhận đại lý không có quy định liên quan không có quy định liên quan có chứ tại vừa được copy được mất đây nó có một quy định liên quan đó là quy định 1 ha. Thầy có cái quy định liên quan mà thì học có cái vật phẩm mà ok có hai loại đại lý, đại lý lượt 1 và đại lý lượt 2 và có quy định đó là có hai định quận đó. Và trong mỗi quận có tối đa 4 đại lý. Đó, các bạn lưu ý. Đây là một cái quy định. Đây là một quy định. Quy định. Khi chúng ta sử dụng cái hệ thống là quản lý đại lý. Tức là người ta quy định rằng là khi mà bạn tiến hành bạn tạo mới một đại lý và bạn tiếp nhận một đại lý thì bắt buộc rằng là nó sẽ phải là đại lý loại 1 và đại lý loại 2 có số 1 và số 2 chứ không phải là đại lý ABC hay là một cái tên hay một cái chuỗi gì cả mà quy định là hai cái số để các bạn đó. Và trong đây người ta quy định đó là có 20 quận, có 20 quận đó. Thì biết chẳng hạn như là thành phố Hồ Chí Minh đó, thì có các quận nào á thì thông tin 20 quận đó nó sẽ được ghi nhận và chỉ cho tiếp nhận cho danh sách 20 quận này mà thôi. Và nó có thêm một cái nữa đó là trong mỗi quận có tối đa 4 đại lý. Tức là nó có thêm một cái tin nữa đó là số đại lý tối đa mỗi quận. Vì nó có cái quy định này và nó có cái quy định này
nên lúc này cho cái phần đó là loại đại lý đó là cái mà mình cần phải tổ chức để mình lưu trữ, tức là mình lưu trữ hai thông tin, đó chính là thông tin số 1 và thông tin số 2. Đồng thời mình sẽ lưu trữ đó là danh sách 20 quận chứ không phải số 20 nha các bạn. Trong đây nếu mà đúng á thì trong cái đề khi mà mô tả trong cái phần mềm là khi mô tả thì phải liệt kê chi tiết ra đúng tên của 20 quận và sẽ thêm vào những liệu đúng tên 20 quận đó, không thêm vào cái lĩnh vực khác đó. À, lúc này các bạn thấy rằng là cái thông tin này là thông tin chúng ta cần phải lưu trữ, thông tin danh sách quận với tên của các quận đó chính là thông tin mà chúng ta cần lưu trữ đó. Và trong đây á thì nó sẽ có thêm một cái nữa đó là trong mỗi quận có tối đa 4 đại lý thì chúng ta có thêm thông tin cần lưu trữ, đó chính là số lượng đại lý tối đa mỗi quận. Thì lúc này chúng ta xác định ra cái thuộc tính mới mà chúng ta cần lưu trữ, đó chính là tên loại đại lý. À, đây là sơ đồ dữ liệu mà các bạn phải lọc ra, nhưng mà trên đây thì chúng ta không lọc. À, giờ mình sẽ phải lưu trữ đó chính là tên loại đại lý và tên quận và số lượng đại lý tối đa mỗi quận. Lúc này mình sẽ có thêm các thuộc tính mới đó chính là tên loại đại lý, tên quận và số lượng đại lý tối đa mỗi quận. Thì cái thông tin này do trước đây đã được tổ chức ở trên đó, đó chính là cái loại đại lý và cái quận. Nhưng mà bây giờ chúng ta không lưu trữ hai cái thông tin này nữa mà chúng ta sẽ phải lưu trữ thông tin đó chính là tên loại đại lý và tên quận. Thì tên loại đại lý lúc này mình sẽ phải tạo một cái bảng mới để chứa nó, tại vì mình không thể nào chứa cái tên loại đại lý 1 và 2 vào trong bảng đại lý được. Và cái tên quận cũng vậy, mình sẽ phải tạo ra bảng mới để chứa nó, chứ mình không thể nào mình bỏ cái tên quận vào bên trong đây được để thể hiện đó là một quận trong danh sách 20 quận ha. Thầy tạo ra bảng mới để chứa nó. Thì trong đây có một cái mình thành bố trí để được kiếm vào, đó chính là tên loại đại lý. Xóa đây. Trong cái này tên loại đại lý là có chính được không các bạn? Chào các bạn. Bảng này thì mình sẽ đặt tên là gì trước? Bạn lấy ra thì biết hay đặt tên là gì? Loại đại lý. À, bạn đặt tên là loại đại lý. Tên loại đại lý là có chính được không các bạn? Được không? Không. Nào, tên loại đại lý là có chính được không? Không. Tại sao không được? Bạn nam này theo em là tên loại đại lý được hay không? Đâu có. Các bạn lưu ý được là trong cái bảng loại đại lý này á, một dòng của nó là một loại đại lý. Một dòng của nó là một loại đại lý các bạn nhé. Khi một dòng của nó là một loại đại lý thì nó chỉ có chữ nhất duy nhất một dòng chứa số 1 và có một dòng chứa số 2 mà thôi, chứ không phải là một hai được một loại nhiều lắm. Cái này là một dòng trong bảng loại đại lý là một cái loại đại lý. Được không? Bạn có rút cảnh cho mình tiếp được không? Tên loại đại lý là phát triển không? Tại sao không? Không, không có hai đại lý cùng loại được. Các bạn lưu ý rằng là trong cái bảng loại đại lý nó chỉ có chứa cái tên loại thôi và nó chứa là duy nhất. Chứa là duy nhất. Đó. Nó chỉ chứa cái tên loại thôi. Đó. Nó chỉ chứa cái chẳng hạn như là loại đại lý 1 và loại đại lý 2 chỉ chứa hai cái dòng đó mà thôi. Rồi, cái ý kiến của bạn đó là cho cái phần tên loại đại lý thì đó là cái thông tin mà sau này người ta có thể cập nhật. Thì cái nào mà có khả năng cập nhật mà nó có khả năng nó thay đổi thì chúng ta không chọn nó làm cái chính cho dù nó là thông tin duy nhất của các bạn đó. Thì chúng ta phải làm cái thuộc tính mới để mà
chứ nó là cái tờ báo loại đại lý đó. Và lúc này cho các bạn đại lý á, mình không lưu trữ trực tiếp thông tin của cái tên loại đại lý nữa, mà mình sẽ lưu trữ nó là thông qua một cái khóa, đó chính là mã loại đại lý chỉ đến cái bạn đại lý đó. À, tiếp tục cái tên khoản, đúng rồi, tên khoản mình bố trí vào trong đó không được. À, các bạn lưu ý nhé, chỗ này các bạn là đấy, các bạn còn các bạn đang bị nhập nhà, khi mình thiết kế trong cái biểu mẫu liên quan nó có thông tin điều chỉnh, nó có thông tin quản và nó có thông tin loại đại lý đó. Trong trường hợp nếu mà nó không có quy định thì lúc này hoàn toàn không biết được rằng là cái loại đại lý là nó là một cái loại mà nó cố định ở bên trong một cái danh sách, trong một cái biên đã chỉnh nữa, chẳng hạn như đại lý là 1, 2, 3, hay là nó là một cái tên bất kỳ, hoặc là như chẳng hạn như có 1.000 đại lý, có 1.000 cái tên loại khác nhau luôn đó. Thì trong cái trường hợp đó thì chúng ta cứ bố trí được thì chúng ta bố trí, nên khi mà các bạn thiết kế những liệu về cái tính chất đó là đúng đắn thì chúng ta sẽ bố trí qua là cái bản loại đại lý này đó. Nhưng mà trong cái phần mềm của mình, trong cái yêu cầu phần mềm số 1 thì nó có những quy định là người ta chỉ cho các tiếp nhận loại 1 và loại 2 đó. Tức là trong cái cơ sở dữ liệu đều nó có 10.000 cái đại lý, nhưng mà cái loại của nó chỉ trong cái biển giá trị, đó là đại lý loại 1 và đại lý loại 2. Và cái quận nó cũng sẽ chỉ có trong cái nhóm quận, đó là 20 quận được người ta quy định đó. Chứ không phải là cái quận tùy ý muốn nhập nhìn nhập, mà trong cái xét quận của ta quy định. Nên lúc đấy khi mà thiết kế dữ liệu và tính chất tính hóa thì chúng ta mới phải tổ chức cái mã để chúng ta lưu trữ danh sách các loại đại lý, và chúng ta tổ chức một cái file để lưu trữ danh sách các cái quận. Lưu ý ha. À, tương tự tên quận bạn bố trí vào trong bản đại lý được các bạn. Bạn được. Được. Bạn bên cạnh cái tên quận tại sao lại bị tiêu được? Tại sao phải phải tách ra một bảng riêng? Nhưng mà câu hỏi là tại sao không phải tách? Câu hỏi đặt ra là tại sao thầy phải bỏ vào một cái bảng riêng mà thầy không bỏ vào trong cái bảng đại lý được? Tại vì nó không liên quan gì với nhau ấy. À, bạn nữ đã trả lời cho thầy là nó liên quan. Tức là ở ngay tại chỗ này thầy đang tổ chức cái mảng dữ liệu để thầy lưu trữ cho các thông tin, đó là gì, đó là danh sách tất cả các quận. Đây là cái mà thầy tổ chức này, thầy lưu trữ, đó là lưu trữ thông tin, đó là danh sách tất cả các quận đó. Thì nếu mà thầy bố trí cái tên quận vào bên trong cái bảng đó là bảng đại lý, thì khi mà một dòng người bố trí vào bên trong đó, đó chính là một dòng đại lý, đúng không các bạn? Nhưng mà bây giờ phải đang cần quản lý, phải đang cần lưu trữ quận, thì khi bố trí cái tên quận vào bên trong đấy thì không hợp lý. Đó là cái tên quận của một cái đại lý, nhưng mà thầy không quản lý được cái mục tiêu đó là gì, đó là có tập cộng 20 quận đó. Thì bạn phải làm sao mà bỏ vào, và khi đó một dòng trong cái bảng đó nó sẽ phản ánh thông tin đó là một cái quận trong danh sách 20 quận thầy quản lý. Lưu ý là rồi. À, vậy bây giờ thầy đặt câu hỏi là nếu mà thầy bỏ vào trong cái bảng loại đại lý được hay không? Không. Bạn nào có đen? À, bạn bên cạnh? Không. Tại sao không được? Rồi, nó không hợp đúng không? Tức là khi mà bỏ vào trong đây thì đây là một cái dòng, nó là một loại đại lý. À, thì một loại đại lý á, thì nó không chứa được danh sách 20 quận, thì khi mình bố trí như vậy thì nó sẽ không hợp lý. Thì mình sẽ tạo ra một cái bảng mới để chứa nó. Bảng này thì thầy sẽ bỏ vào, nó chính là tên quận. Đó. Và cái bảng này nó có là đặt tên là gì? Bạn nào này đây biết không? Đó. Bảng này đơn giản chỉ là bảng quận mà thôi. Ok ha. À, vậy là chúng ta có được cái bảng quận. À, bảng này thì chúng ta cũng phải xác định cho cái pháp chính của nó. Tên quận là pháp chính để các bạn. Bạn ơi.
được. Nên đoạn đến thành phố Hồ Chí Minh là duy nhất. À, đoạn đó là thay đổi, nên đoạn đó là thay đổi. Đoạn có khả năng được tách ra thành nhiều các tổng khác. Thì lúc này chúng ta không thể chọn cái tên đoạn là có chính. Thì lúc này chúng ta phải tạo ra một cái thuộc tính mới để mà làm có chính, đó chính là cái map đoạn. Ok. À, lúc đó thì bên các bạn đại lý thì chúng ta cũng không có lưu trữ đó là cái tên loại đại lý và cái tên quận nữa, mà chúng ta sẽ lưu trữ hai thông tin, đó là gì? Đó là cái mã loại đại lý và mã quận. Và mình vẽ một cái mũi tên chỉ từ bảng đại lý sang bảng loại đại lý và chỉ từ bảng đại lý sang quận để xác định cho toàn cái đại lý này thuộc về cái quận nào, đại lý này thuộc về loại đại lý nào. À, vậy là chúng ta đã có được cái sơ đồ thiết kế dữ liệu ha, cho yêu cầu phần mềm đầu tiên. À, thầy chụp hình lại ha. Thiết kế dữ liệu xóa lại đây. À, thiết kế dữ liệu để nhắn lại. Xác định các thuộc tính chiều tự động. Center rồi nào. Các thuộc tính chiều tự động ở đây phải có là gì? Phải có hai thuộc tính chiều tự động mới, đó chính là mã loại đại lý và mã quận. Tiếp tục lập sơ đồ logic thì phải chúng ta lập sơ đồ logic cho việc thay đổi quyết định liên quan. Đây lúc này nó sẽ tắt thêm hai cái bảng nữa, đó chính là bảng loại đại lý, loại đại lý, và trong đây có bảng quận. Vẽ một cái mũi tên chuyển từ bảng đại lý sang bảng loại đại lý và chuyển từ bảng đại lý sang quận. Ok. Thầy vừa ha. Thầy đó là thầy vừa thiết kế dữ liệu cho yêu cầu phần mềm đầu tiên. Sau khi đã thiết kế dữ liệu cho yêu cầu phần mềm đầu tiên xong á, thì thầy sẽ thiết kế dữ liệu tiếp tục cho yêu cầu phần mềm số 2. Thầy tiếp tục thầy copy làm toàn bộ cái chỗ này để thầy làm cho cái yêu cầu phần mềm số 2. Thiết kế dữ liệu cho yêu cầu phần mềm số 2. Yêu cầu phần mềm số 2 là gì? Thì mình coi bên cái file này. Đó chính là yêu cầu, đó là lập phiếu xuất hàng. Lập phiếu xuất hàng các bạn ạ. Thì thứ tư, yêu cầu phần mềm số 2 lập phiếu xuất hàng. Và lúc đó bạn cũng sẽ làm cái bước thứ tư, đó là thiết kế dữ liệu có tính chất bóng đá, sau đó thiết kế dữ liệu có tính chất tính hóa cho yêu cầu phần mềm số 2. Nhưng mà cái bước này thì thầy tạm thời đó là thầy không làm các cái bước nhỏ nữa, mà thầy đi ngay trực tiếp vào để thầy hướng dẫn các bạn thiết kế dữ liệu để cho làm. Quay lại cái yêu cầu phần mềm số 2. Khi thiết kế dữ liệu thì các bạn sẽ lập thiết kế dữ liệu với tính chất đúng đắn. Đầu tiên chúng ta sẽ xác định cái biểu mẫu liên quan của yêu cầu phần mềm số 2, đó chính là biểu mẫu lập phiếu xuất hàng. Và xác định hết tất cả các thuộc tính mới trên đây. Xác định hết tất cả các thuộc tính mới, sau đó chúng ta đến chúng ta thiết kế dữ liệu và cách bố trí các thuộc tính mới và các bạn có sẵn. Nếu được, trong trường hợp không bố trí được thì chúng ta tạo một bảng mới để chứa nó. Thầy nhờ một bạn đó là xác định những thầy đó là ở phía trên chúng ta có những thuộc tính mới nào chúng ta cần phải tính theo. Bạn nữ cho thầy biết rằng là phía trên này thầy cần phải có những thuộc tính mới nào thầy cần phải tính theo. Mặt hàng, bất lưu tính, số lượng, đơn giá, cách tiền.
bạn bên cạnh, số thứ tư, à các bạn bên cạnh, có số thứ tư không? Không có số thứ tư. À, ok. Bạn biết sao là thầy biết các thuộc tính mới cần phải thiết kế là thuộc tính gì? Giống hạt ở trên. À, ok. À, các bạn lưu ý nha. Chúng ta coi coi đây là cái mà chúng ta cần phải thiết kế. À, bạn nhìn lên phía trên thì chúng ta thấy đây là một cái phiếu xuất hàng. À, đại lý, cái thông tin tên đại lý là đã được thiết kế trên đây rồi, không cần phải thiết kế. Ngay lập phiếu, khi mà chúng ta thiết kế cái phiếu, ngay lập phiếu là một cái thông tin cũ hay thông tin mới các bạn? Mới các bạn. À, vậy là chúng ta phải xác định ở trên đây ngay lập phiếu đây là một cái thông tin mà chúng ta cần phải thiết kế. Ok. À, chúng ta nhìn lên đây tiếp, đó là số thứ tư. Chúng ta có cần phải thiết kế chúng ta lưu trữ không các bạn? Không, đúng không? À, thông tin này là thông tin không cần phải thiết kế lưu trữ. À, mặt hàng hay cụ thể là tên mặt hàng chúng ta đã thiết kế lưu trữ bao giờ chúng ta chưa? Chưa, thông tin mới. Rất quyết định.